Huấn luyện viên trưởng Kiatisak từ chối Thái Lan trở thay ông Park. 3 thách thức với người kế nhiệm huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Số tiền lương khổng lồ phải trả cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Kiatisak từ chối Thái Lan trở thay ông Park. Huấn luyện viên Kiatisak đã thông báo về tương lai còn 2 năm gắn bó với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trước câu hỏi về chuyện được báo chí dự đoán trong nhóm ứng viên có thể làm cho huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo nghỉ sau 5 năm gắn bó, ông Kiatisak không hề thẳng thừng từ chối mà trả lời biết đâu có thể suy nghĩ. Tôi vẫn còn thời hạn hợp đồng 2 năm với Hoàng Anh Gia Lai và không ai biết trước được điều gì cả. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ suy nghĩ. Tuy nhiên nếu như nhận được lời mời, tôi sẽ phải tham khảo ý của Bầu Đức. Mọi việc do ông ấy quyết định, huấn luyện viên Kiatisak nói. Ở vế sau của câu trả lời thì có thể thấy được là Kiatisak bỏ ngỏ khả năng thay huấn luyện viên trưởng của Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nhưng vế đầu tiên là thông báo luôn tương lai còn 2 năm gắn bó với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Với bản hợp đồng còn thời hạn 2 năm với Bầu Đức, Kiatisak chắc chắn là không thể dẫn dắt đội bóng khác trừ khi được sự đồng ý của ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cách đây không lâu, truyền thông Thái Lan đã đăng tin chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somiot Pongpamong đã chủ động gọi điện làm lành với huấn luyện viên Kiatisak. Nhiều ý kiến cho rằng Kiatisak có thể trở lại Thái Lan để thay huấn luyện viên trưởng Pol King sau AFF Cup 2022. Trong quá khứ, ông Kiatisak đã dẫn dắt U23 và đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến 2017. Bóng đá Thái Lan tạo ra sự độc tôn tại Đông Nam Á với một loạt thành tích vô cùng ấn tượng. Bóng đá Thái Lan coi như là cạn lời cơ hội thuyết phục Kiatisak trở lại bởi ông còn 2 năm với Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam có quyền lựa chọn về việc mời Kiatisak hay không. Đơn giản chỉ cần Bầu Đức gật đầu là xong. 3 thách thức với người kế nhiệm huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Những thành công của huấn luyện viên Park cùng đội tuyển Việt Nam sẽ đặt ra áp lực lớn cho người kế nhiệm vào thời gian tới. Sau khi huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo quyết định không gia hạn hợp đồng cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người hâm mộ đang trông chờ vào danh tính của vị thuyền trưởng sẽ kế nhiệm chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sau AFF Cup 2022. Đó được kỳ vọng là một chiến lược gia đủ tài năng để chèo lái những chiến binh sao vàng vươn tới nhiều thành công mới. Tuy vậy thì áp lực dành cho người thay thế ông Park sẽ là rất lớn. Đầu tiên đó là duy trì thành tích. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã đạt được những thành tích ấn tượng khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Những chiến binh sao vàng cũng không còn bị ám ảnh và trở nên tự tin hơn khi đối đầu với người Thái. Việc giúp cho đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích đã đạt được và nâng cao vị thế là điều mà vị tân huấn luyện viên trưởng sẽ phải cố gắng thực hiện nếu như can đảm ngồi vào chiếc ghế nóng mà thầy Park để lại. Thứ hai đó là xây dựng lối chơi. Mỗi huấn luyện viên đều có cho mình một triết lý riêng khi dẫn dắt các đội bóng. Điều này hứa hẹn một đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong lối chơi dưới thời vị thuyền trưởng mới. Việc giúp cho các cầu thủ thích nghi và phát huy tối đa sự hiệu quả với cách vận hành chiến thuật sẽ là điều mà người kế nhiệm thầy Park cần phải thực hiện. Lối chơi phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn, tận dụng kỹ thuật của các học trò ông huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng cho đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả mà chiến thắng các danh hiệu là minh chứng rõ ràng nhất. Thứ ba đó là về sử dụng nhân sự. Bên cạnh sự thay đổi về lối chơi, nhiều khả năng nhân sự của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có những biến động trong thời gian tới. Vị thuyền trưởng mới sẽ lựa chọn các cầu thủ phù hợp với cách xây dựng lối chơi của mình. Điều này hứa hẹn sẽ giúp tạo ra sự mới mẻ và tăng sức cạnh tranh thúc đẩy họ tiến bộ. Vị tân thuyền trưởng sẽ phải tìm cách để hiểu và phát huy hết tố chất của những nhân tố mà mình lần đầu tiên dẫn dắt. Đó là điều không hề dễ dàng và cần phải có thời gian. Tuy vậy thì với những cầu thủ đang ở độ chín của bóng đá Việt Nam đang có như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Tiến Linh, người hâm mộ tin tưởng họ dễ dàng hiểu ý mà thi đấu tốt với bàn tay của ông thầy mới. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam sẽ đứng trước nhiều thử thách mới khi mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo không còn hiện diện trên băng ghế chỉ đạo vào thời gian tới đây. Số tiền lương khổng lồ phải trả cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo rời đi, một trong những trở ngại lớn nhất với VFF đó là phải tìm được một huấn luyện viên đủ trình độ và kèm theo đó là khoản tiền lương hợp lý. Mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo được nhận khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là khoảng chừng 50.000 đô la một tháng, tức là 600.000 đô la mỗi năm. Đây là một khoản chi phí tương đối lớn, tuy nhiên Bầu Đức đã đứng ra nhận chi trả tiền lương cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Điều này giúp cho VFF giảm bớt đi gánh nặng về tài chính. Giờ đây khi mà ông Park Hang-seo rời đi cũng là lúc mà VFF cần tính đến việc tìm cho đội tuyển Việt Nam một vị thuyền trưởng phù hợp.
yếu tố chuyên môn được đẩy lên hàng đầu và theo tiêu chí của VFF, người dẫn dắt những chiến binh sao vàng đầu tiên phải là một người am hiểu về bóng đá Việt Nam. Tiếp đó thì nhà cầm quân kế nhiệm ông Park cũng cần phải có những thành tích và kinh nghiệm trận bóng quốc tế dày dặn. Và cuối cùng, khả năng cao là VFF sẽ nhắm đến một vị huấn luyện viên ngoại. Để có thể tìm ra một vị trí lực gia đáp ứng đủ các tiêu chí trên, VFF cũng cần phải có những sự đãi ngộ hấp dẫn và thiết thực nhất chính là tiền lương. Theo đó thì rất có thể tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ được nhận mức lương cao hơn con số 600.000 đô la mỗi năm so với người tiền nhiệm là huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Một số chuyên gia nhận định VFF có thể phải trả 1 triệu đô la mỗi năm và với một bản hợp đồng từ 2 cho đến 4 năm, tổng số tiền lương cho huấn luyện viên mới có thể lên đến 2 triệu cho đến 4 triệu đô la mỗi năm. Việc phải bỏ ra cả triệu đô la để trả thưởng cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, trước kể đó còn các khoản thưởng, đây sẽ là những áp lực không hề nhỏ đối với hai bài toán tài chính của VFF. Trong thời gian tại vị, ông Park Hang-seo đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được VFF đề ra. Đầu tiên là việc nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào top 100 của FIFA. Bên cạnh đó, thầy Park cũng đưa bóng đá Việt Nam ngự trị trên đỉnh Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019, SEA Games 2022 và có đó là vô số lần khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục và thế giới. Đây hẳn là áp lực không hề nhỏ đối với người kế nhiệm.